Quá mệt mỏi. Mệt mỏi thật sự luôn. Các bạn biết mình mệt mỏi vì cái gì không? Vì cái ông Apple ấy. Mà cụ thể đó chính là iOS 13. Tại vì là trong khoảng thời gian quá trời là ngắn, các bạn có thể thấy rằng liên tiếp là có những phiên bản iOS mới. iOS 13.1, 1.2, 1.3, 2. Và mới đây nhất, ngày hôm qua mình mới lên cái video về iOS 13.3 beta để chia sẻ với các bạn xem cái cảm nhận của mình như thế nào. Thì rạng sáng ngày hôm nay Apple lại tung ra phiên bản iOS 13.2.2. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cảm nhận của mình khi mà cập nhật lên phiên bản iOS 13.2.2 này. Và chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem là các bạn có nên cập nhật lên phiên bản iOS mới này hay không nhá. Tính đến thời điểm tại thì mình đã có vào khoảng là hơn 8 tiếng đồng hồ để có thể sử dụng iOS 13.2. Và mình đã tiến hành reset máy thì mình cảm thấy rằng đây chính là phiên bản iOS 13. Nó ổn định nhất, ngon lành nhất, người dùng ta nên cập nhật. Tại vì sao? Tại vì là iOS 13.2.2 này nó đơn giản sinh ra để cập nhật vá lỗi cho phiên bản iOS 13.2 vốn bị người dùng chúng ta phàn nàn rất nhiều. Và trong video hôm trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Và ngay ở phía phần bình luận của những cái video mình đánh giá về iOS 13.2 thì mình cũng nhận thấy rằng rất nhiều người phàn nàn về cái lỗi đó chính là văng ứng dụng này, hay là cái lỗi liên quan đến việc là các bạn dùng Safari ấy rất hay bị ao ra, hay nói cách khác đó chính là mất đa nhiệm. Điều này thì phần nào đấy nó ảnh hưởng khá là lớn đối với các bạn, đặc biệt là các bạn thường kiểu đọc báo hay là lướt web ở trên Safari, sau đấy các bạn sử dụng một cái ứng dụng khác mà vào lại bị lốt lại, nó khá là bất tiện. Tiếp theo thì mình cũng nhận thấy rằng khá là nhiều bạn bị cái lỗi liên quan đến việc là jack cắm Lightning này nó không thực sự ổn định khi mà các bạn cắm tai nghe. Thì mình cũng đã tiến hành cắm tai nghe trên phiên bản 13.2.2 này thì mình hoàn toàn ok. Tất cả những chiếc máy ở trong văn phòng mình đã cập nhật lên phiên bản 13.2. Thậm chí là cái chiếc iPhone XS hôm trước mình chia sẻ với bạn về cái phiên bản 13.3 beta ấy, thì mình cũng phải download về cái phiên bản dưới rồi mình để mình trải nghiệm. Thì mình cảm thấy rằng là nó dường như nó không có sự khác biệt giữa iOS 13.2.2 và iOS 13.3 về mặt cơ bản. Đấy. Và tiếp theo nhé, cái chiếc iPhone 11 này mình sau khi cập nhật lên phiên bản iOS 13.2.2 thì mình cũng thấy rằng là nó có hiệu năng phần nào đấy nó được cải thiện hơn so với phiên bản trước. Bằng chứng đó chính là cái điểm số AnTuTu mình đã chấm được ở đây này. Thì phiên bản cũ nó sẽ đạt là 455.802, còn sau khi mình cập nhật lên ấy thì nó sẽ đạt là 457.002 điểm. Trong đó thì điểm số GPU nó đạt lên tới là 222.266 điểm. Nó tăng vào khoảng là xấp xỉ 2.000 điểm so với phiên bản trước. Thì cái điều này là hoàn toàn mình thấy hợp lý, tại vì là trong quá trình trải nghiệm của mình ấy thì mình cũng thấy rằng nó mượt hơn. Một phần là mình sau khi cập nhật lên ấy, mình đã tiến hành reset máy. Tức là mình sẽ vào phần cài đặt này, mình kéo xuống đến phần cài đặt chung này, mình kéo xuống đến cái phần đặt lại, sau đấy thì mình chọn phần dòng 2, xóa tất cả nội dung và cài đặt. Sau đấy thì mình sẽ cắm chiếc điện thoại này vào máy tính để restore lại toàn bộ dữ liệu. À quên, trước khi các bạn restore thì các bạn phải backup toàn bộ dữ liệu trên chiếc iPhone này nhá. Đấy, backup toàn bộ dữ liệu trên iPhone trước, sau đó các bạn thực hiện reset máy. Sau đó nữa thì các bạn hãy cắm lại chiếc điện thoại vào máy tính, restore lại toàn bộ dữ liệu. Thì lúc đấy chiếc iPhone của bạn mới thực sự là nó mượt mà hơn. Nên là mình thấy rằng rất nhiều bạn ngay sau khi cập nhật lên, các bạn cảm thấy là máy nóng này, bạn cảm thấy máy nó lag, nó giật, nó không thực sự ổn định, các bạn ngay lập tức chạy lên Facebook, chạy lên YouTube của mình phàn nàn là ui phải lên lag thế, chậm thế. Thì các bạn, lời khuyên của mình đó chính là các bạn nên dùng tiếp tục một thời gian nữa. Và cách hai là các bạn tiến hành reset này thì chiếc máy của bạn nó mới thực sự ổn định. Như chiếc máy của mình ở đây thì mình cảm thấy rằng nó đã ổn định hơn, và thậm chí là nó ngang ngửa so với phiên bản iOS 13.3. Và mình thấy rằng là nếu như các bạn đang ở phiên bản iOS 13 rồi thì các bạn nên cập nhật lên phiên bản iOS 13.2.2 này. Còn nếu như các bạn vẫn đang ở phiên bản iOS 12 mà các bạn đã hài lòng với phiên bản đó rồi thì lời khuyên của mình đó chính là các bạn hãy tiếp tục chờ đợi đi. Tại vì là iOS 13 như một cú lừa vốn được người dùng đánh giá rất là cao về giao diện, tính năng, hiệu năng nó cải tiến, nhưng mà không, Apple làm cho người dùng ta khá là bực mình. Càng lên thì càng thấy nhiều lỗi, cứ lỗi mẹ để lỗi con, lỗi mẹ để lỗi con. Sau đó thì người dùng chúng ta bắt buộc phải cập nhật lên phiên bản mới.
Và dường như thì đây chính là một chiêu trò đến từ nhà Apple. Vì như truyền thống ngày xưa cũng thế mà, iOS 11, 12 cũng những phiên bản đầu thì kêu trời kêu đất lên, sau đó thì Apple mới đưa ra cho chúng ta một cái phiên bản ổn định nhất. Thì mình thấy rằng là thôi, chúng ta đã chót lên phiên bản iOS 13 rồi thì cứ cập nhật lên phiên bản iOS 13.2.2 này. Còn nếu như các bạn vẫn đang ở phiên bản iOS dưới, cứ ở bên dưới cho mình. Và tại sao Apple lại nhảy cóc từ phiên bản iOS 13.2 lên thẳng iOS 13.2.2 mà không hề có phiên bản iOS 12.1 thì cũng là một cái dấu hỏi mà mình đang cố tình hỏi Apple nhưng mà chứ Apple chưa trả lời. Thì mình dự đoán là Apple muốn nhảy cóc tại vì là Apple nghĩ rằng phiên bản iOS 13.2.2 này nó đã ổn định rồi. Đấy, thì phần nào cũng đúng. Và đây chính là cái chia sẻ của mình trên một chiếc điện thoại thôi, chứ còn đó thì hàng triệu những chiếc điện thoại khác nhau thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Thì các bạn đã lên rồi, các bạn có thể chia sẻ thêm với mọi người ở phía phần bình luận để các bạn có thể là tham khảo thêm. Còn bây giờ thì video của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.